Xin chào bạn học viên thân mến, hôm nay chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ ba. Như các bạn đã biết, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ được tính bởi cái công thức đó là doanh thu trừ đi chi phí được trừ nhân với thuế suất. Vậy thì thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bị tác động bởi ba cái yếu tố, đó là doanh thu, chi phí được trừ và thuế suất. Như các bạn đang nhìn ở cái sơ đồ tư duy này thì tôi có cái điều chỉnh lại cái nội dung cho phù hợp. Đó là cái buổi trước chúng ta đã tìm hiểu các phương pháp tối ưu thuế thông qua doanh thu và thuế suất. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tối ưu thuế thông qua cái việc kiểm soát và ghi nhận các cái khoản chi phí được trừ khi mà xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua đó là giá vốn bán hàng, thành phẩm, dịch vụ, công trình, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, phân bổ, chi phí quản lý doanh nghiệp và cuối cùng là chi phí khác. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu và tối ưu thuế thông qua các khoản chi phí thì tôi muốn cùng bạn hiểu rõ hai cái vấn đề cơ bản, đó là các cái khoản hóa đơn tài chính và không có hóa đơn, chi phí được trừ và chi phí không được trừ. Tại sao chúng ta lại nói hai cái khái niệm này? Tại vì cũng như cái mục đích tôi làm cho video này để chia sẻ cho các anh chị giám đốc cũng như các bạn kế toán mới vào làm, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để giúp các bạn nắm rõ được cái bản chất và sau đó chúng ta mới đi tìm hiểu tối ưu thuế thông qua chi phí. Như các bạn biết, trong hoạt động của doanh nghiệp nó có các cái khoản chi phí có hóa đơn và có các cái khoản chi phí không có hóa đơn. Hóa đơn ở đây là cái hóa đơn tài chính và nó có thể là hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn bán hàng. Tôi sẽ mở cho các bạn xem hai cái loại hóa đơn này. Đây là cái bộ chứng từ của bạn học viên của tôi đã dạy và bạn ấy đã gửi cho tôi để tôi hướng dẫn trực tiếp. Đây, các bạn nhìn, như các bạn thấy ở đây chúng ta có cái hóa đơn bán hàng. Với cái hóa đơn bán hàng sẽ không có thuế. Và các bạn phải hiểu là cái hóa đơn bán hàng cũng là cái hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng là của tổ chức cá nhân kê khai báo cáo thuế theo cái phương pháp trực tiếp. Còn cái hóa đơn giá trị gia tăng như ở đây thì là cái hóa đơn có thuế là của cá nhân tổ chức kê khai thuế theo phương pháp gián tiếp. Ngoài ra, tem vé thẻ biên lai được coi là hóa đơn tài chính phục vụ việc tập hợp kê khai báo cáo thuế và hạch toán kế toán. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là hóa đơn tài chính tức là bao gồm tất cả những cái biên lai, những chứng từ mà được quản lý theo quy chuẩn hóa đơn theo thông tư 39. Chứ còn chúng ta mua những cái thứ mà nhỏ lẻ ở cửa hàng ấy, họ đưa chúng ta một cái giấy thanh toán thì cái đó không được coi là hóa đơn tài chính. Nó chỉ có tác dụng là ghi nhận sự mua bán mà thôi, chứ không có giá trị gì trong hạch toán kế toán cả. Còn các khoản không có hóa đơn như là khấu hao tài sản, phân bổ công cụ dụng cụ thì làm gì chúng ta có hóa đơn được, đúng không? Nó chỉ có khi mà chúng ta hình thành tài sản, nhiều khi là còn không có, và chủ yếu là chúng ta có đầy đủ về mặt hồ sơ chứng từ, đúng không ạ? Tiếp đến là các khoản lương, thưởng, công tác phí thì có thể có hoặc chúng ta có thể không có hóa đơn. Và các cái khoản về thuê mua lẻ cá nhân không kinh doanh hoặc là mua thanh lý thì làm gì chúng ta có hóa đơn. Nhưng mà chính sách thuế hiện nay thì đã cho phép các cái khoản chi phí đó là cái chi phí hợp lý. Nếu mà chúng ta lập cái bảng kê 01, 02 thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi ví dụ công ty bạn đi thuê văn phòng của người dân thì cái hóa đơn tiền điện nước đó không mang tên của doanh nghiệp thì cái chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ hay không? Thì xin thưa các bạn rằng vẫn được cho vào chi phí được trừ. Miễn làm sao là chúng ta có chứng từ chi trả hợp đồng thuê nhà nói rõ về việc trách nhiệm chúng ta chi trả các cái khoản đó thuộc là của doanh nghiệp. Ví dụ khác như là các cái nhà hàng ăn uống đi mua rau, nước mắm, muối thì lấy đâu ra hóa đơn? Thì khi đó chúng ta phải lập bảng kê, đúng không ạ? Chúng ta lại phải lập bảng kê 01, 02 thu nhập doanh nghiệp. Và còn rất nhiều cái khoản khác như là đối với doanh nghiệp xây lắp thì chúng ta xây dựng lên cái lán trại cho anh em thợ ở, và cái lán trại đó được xây dựng lên chỉ bằng phông bạt che lứa thì chúng ta lập cái bảng kê là được rồi. Tại vì chúng ta làm gì đi mua che mua lứa của người dân thì làm gì có hóa đơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lập cái bảng kê là được rồi. Như vậy cái mục đích mà tôi muốn nói với các bạn là có những khoản chi phí chúng ta không cần hóa đơn mà chỉ cần đầy đủ hồ sơ và giải trình tính hợp lý, tính có thật của nó thì đều được ghi nhận là chi phí hợp lý. Vì phần lớn góc nhìn của chủ doanh nghiệp và những người mới vào làm kế toán là mọi thứ em đều phải có hóa đơn thì mới ghi nhận. Còn không có hóa đơn thì lại có xu hướng loại ra và bỏ ra và không dám ghi nhận chi phí đó. Vậy đối với từng trường hợp thì cần những cái hồ sơ gì? Thì tôi nói ở đây cũng khá dài, nên các bạn nào mà có vướng mắc ở đâu thì cứ kết bạn Zalo với tôi theo số 0901686262. Tôi sẽ trả lời trực tiếp vấn đề của các bạn. Tiếp đến là chi phí được trừ và chi phí không được trừ. Chúng ta nhìn ở góc độ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì các cái khoản chi phí có thể được trừ hoặc là chi phí không được trừ. Vậy chi phí được trừ là như thế nào? Là tất cả các khoản chi phí tại doanh nghiệp đã được ghi nhận trừ đi các khoản chi phí không được trừ thì đều được gọi là chi phí được trừ và được cơ quan thuế chấp nhận. Còn chi phí không được trừ do nhiều nguyên nhân, ở đây tôi sẽ nói ra một số cái nguyên nhân cơ bản. Đó là chúng ta không có đủ chứng từ hồ sơ theo quy định, chúng ta không thể giải trình, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhiều nguyên nhân khác.
Tiếp đến chúng ta cùng nhau đi vào các cái khoản mục chi phí để hiểu sâu sắc hơn về các cái khoản mục chi phí này, cần những cái giấy tờ gì, thủ tục gì để là chi phí hợp lý, từ đó tối ưu được cái số thuế phải nộp. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái chi phí rời vốn. Nó được hình thành bởi 6 cái loại chi phí, đó là chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí quản lý và chi phí chung khác. Đối với nguyên vật liệu chính, phụ hay còn gọi là hao phí nguyên nhiên vật liệu thì cần phải có đủ cơ sở giải trình và nguồn gốc hình thành thì được coi là chi phí được trừ. Hồ sơ bao gồm hóa đơn, chứng từ đầu vào, chứng từ thanh toán hợp lý. Đối với những nguyên vật liệu mà chúng ta mua vào của cá nhân trực tiếp sản xuất mà không kinh doanh thì chúng ta cần có phải lập cái bảng kê, đó là 01, 02 thu nhập doanh nghiệp mua vào mà không có hóa đơn. Thế còn đối với những cái hoạt động sản xuất, gia công, xây lắp, dịch vụ thì khi mà mua vật tư về thì sẽ có hai cái trường hợp. Một là mua về tập kết trực tiếp cho công trình, hai là xưởng sản xuất. Hai là chúng ta mua về nhập kho rồi chúng ta xuất dùng. Thì khi đó chúng ta cần cái chứng từ đó là nhập xuất. Sau đó chúng ta cần tổng hợp vật tiêu và cuối cùng chúng ta lập cái báo cáo giá thành hoặc là tập hợp giá vốn đối với cái dịch vụ. Tiếp đến là phần chi phí lương trực tiếp. Đối với cái lương trực tiếp ở công ty xây dựng hay diễn ra các cái tình trạng như là các bạn kế toán không đủ khả năng, hay là các bạn ấy không muốn làm, hay là chúng ta không giao việc cho các bạn ấy nên là các bạn ấy không làm, nên là không hoàn thành cái hồ sơ tiền lương dẫn đến kết quả chi phí lương không được tính. Vậy câu hỏi đặt ra là hồ sơ tiền lương cần những cái gì? Ở đây tôi sẽ chia ra là lao động dài hạn và lao động thời vụ. Đối với lao động dài hạn chúng ta cần có đó là hồ sơ nhân sự. Đó chính là cái bộ hồ sơ khi mà chúng ta xin việc vào, gồm chứng minh nhân dân, sơ yếu lịch vân vân. Tiếp chắc chắn là phải có hợp đồng lao động rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải để ý cho tôi, một là hợp đồng phải quy định chi tiết việc chúng ta chi trả cái thu nhập đó như thế nào. Nhưng thực tế thì ít khi mà chúng ta có thể quy định được hết trong cái hợp đồng được. Cho nên các bạn cần phải lập cái tham chiếu. Có nghĩa là trong cái hợp đồng anh chị chỉ cần lập rất đơn giản như là lương cơ bản thế nào, giờ làm việc bao nhiêu, bảo hiểm ra sao. Và quan trọng nhất ở trong cái hợp đồng đó phải có cái câu đó là các cái khoản thu nhập khác được tính theo cái quy chế lao động tiền lương của công ty được ban hành ngày nào, tháng nào, năm nào và số bao nhiêu. Và như vậy khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì bạn giải thích được là từ cái hợp đồng nó dẫn đến quy chế và từ quy chế nó giải thích lý do tại sao chúng ta có những cái chứng từ chi trả như thế. Các bạn phải có một cái logic mà xây dựng cái hệ thống như thế thì khi đó các bạn mới bảo vệ được cái chi phí của chúng ta và từ đó chúng ta mới tối ưu thuế được. Nhưng trong cái quy chế đó phải đầy đủ, hay nói cái khác là chúng ta phải đủ sức giải thích cho tất cả các khoản chúng ta chi trả trong bảng lương và cái bảng lương thưởng. Và quan trọng là các bạn phải trả lời được những câu hỏi đó là thưởng năng suất là gì, thế là thưởng chuyên cần, khi nào chúng ta được hưởng và mức hưởng là bao nhiêu, hồ sơ thanh toán như thế nào. Khi các bạn trả lời được những câu hỏi đó thì cái quy chế lương mới bảo vệ được những cái số liệu mà chúng ta ghi nhận. Tiếp đến thứ ba đó là bản khai lao động. Đối với cái này, với thuế thì bạn có cũng được mà không có cũng được. Nhưng đối với Sở Thương binh Lao động Xã hội thì nếu mà chúng ta không có thì sẽ bị phạt hành chính. Tiếp đến là hồ sơ đăng ký bảo hiểm. Cái này các bạn kế toán phải lưu ý và chú ý đi làm ở cơ quan bảo hiểm. Vậy các bạn hỏi tôi rằng, anh ơi em chưa làm có sao hay không? Em chưa làm cái hồ sơ bảo hiểm có sao hay không? Xin thưa rằng với thuế thì không sao cả. Vì thuế với bảo hiểm mới chỉ có một cái công văn là phối hợp với nhau. Là phối hợp chứ không có cái công văn nào quy định là không làm bảo hiểm thì không được tính là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy nếu mà bạn chưa đăng ký bảo hiểm thì đó là bạn vi phạm luật bảo hiểm bắt buộc chứ nó không vi phạm luật thuế. Tại vì theo cái thông tư 96 hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp nói rất rõ ràng là mọi khoản chi phí được ghi trong hợp đồng lao động có thể hiện trong bảng lương quy chế mà do giám đốc, tổng giám đốc phê duyệt là được tính rồi, chứ không đề cập gì đến việc nộp bảo hiểm hay không nộp bảo hiểm. Tiếp là các bạn kế toán cần kiểm tra chứng minh nhân dân xem đã có mã số thuế hay chưa. Nếu mà chưa có thì chúng ta đi đăng ký cho họ. Và các bạn kiểm tra luôn là mã số thuế của người phụ thuộc. Nếu mà chưa có thì các bạn cũng đăng ký luôn đi. Được chưa? Sau đó hàng tháng bạn phải làm bảng lương, bảng chấm công kèm theo chứng từ chi trả và nộp bảo hiểm. Cuối cùng là sổ kế toán, tiền lương và bảo hiểm. Những cái này bắt buộc phải có và nó là khá là quan trọng. Vậy bạn hỏi là tại sao chứng từ chi trả lại quan trọng, đúng không ạ? Có bạn nào đặt câu hỏi như thế không ạ? Là vì theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật lao động có nói, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận vào chi phí của mình khi thực tế đã chi trả khoản thu nhập đó cho người lao động. Đó, được chưa ạ? Vậy chúng ta tổng kết lại là về mặt thủ tục pháp lý, đối với lao động dài hạn thì bạn cần đăng ký lao động với Sở Lao động Thương binh và đăng ký bảo hiểm với cơ quan thuế, đăng ký mã số thuế với hệ thống online hoặc là trực tiếp tại cơ quan thuế. Và quan trọng nhất là quy chế của công ty, vì đây là cái tài liệu để giải trình, là căn cứ để tính tất cả các khoản chi phí tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng khi họ làm việc ở doanh nghiệp của chúng ta. Tiếp đến chúng ta sang cái hợp đồng thời vụ. Lao động thời vụ là những cái lao động doanh nghiệp có ký hợp đồng và thời gian lao động từ 0 đến dưới 12 tháng. Vậy anh ơi, theo em biết lao động thời vụ là dưới 3 tháng mà sao anh lại nói là dưới 12 tháng là như thế nào?
Tại vì theo luật lao động có quy định là hợp đồng lao động chưa đến 12 tháng thì gọi là hợp đồng có xác định thời hạn và có tính chất mùa vụ. Nhưng vì luật bảo hiểm bắt buộc trước kia có quy định rằng khi người lao động ký hợp đồng với công ty từ 3 tháng trở lên thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm. Cho nên ở cái trường hợp đó nhiều doanh nghiệp muốn lé bảo hiểm, chính vì thế họ ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng. Nhưng đó chỉ là những cái năm 2017 đổ về trước thôi. Còn từ ngày 1/1/2018 luật bảo hiểm có quy định là trên 1 tháng là phải thực hiện bảo hiểm bắt buộc rồi. Mà có một cái thông tin gần đây nhất mà nhiều các bạn kế toán truyền nhau, đó là sự phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm. Cơ quan thuế sẽ đồng thời thu thuế và đồng thời thu bảo hiểm. Họ làm thế để hạn chế đi sự chênh lệch giữa tiền đóng bảo hiểm và tiền tính lương. Và còn một điểm nữa mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn, và chắc chắn khi mà tôi nói ra thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng ôi giời, cái này ai mà chả biết. Nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ vì nhiều bạn sẽ chưa hiểu được lý do tại sao nó lại như thế. Đó là đối với cái hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì chỉ được ký 2 lần một năm. Tại sao lại như thế? Tại sao ạ? Bởi vì trong luật lao động có quy định rằng khi mà chúng ta kết thúc cái hợp đồng có thời hạn mà trong vòng 30 ngày kế tiếp, nếu thực tế người lao động vẫn có làm việc tại doanh nghiệp thì khi đó doanh nghiệp buộc phải chuyển sang ký hợp đồng có thời hạn tiếp theo là lần thứ 2. Và đến lần thứ 3 thì doanh nghiệp bắt buộc phải ký hợp đồng là không xác định thời hạn. Chính vì thế lý giải tại sao chúng ta phải ký hợp đồng không quá 2 lần một năm. Tuyệt vời không ạ? Đối với tôi thật là tuyệt vời khi là người được mang lại những kiến thức, thông tin dù rất là nhỏ, nhưng mà những cái thông tin đó lại là những cái mấu chốt của vấn đề lớn hơn, giúp bạn đạt thông kiến thức. Rồi ok, tiếp đến là đối với lao động thời vụ thì hồ sơ nhân sự rất là đơn giản, chỉ cần có chứng minh nhân dân là được rồi. Nhưng thực tế thì sao ạ? Đó là khi các cái doanh nghiệp tuyển lao động thời vụ hay các tổ đội thi công để thực hiện các cái hạng mục công trình thì thậm chí người lao động không có chứng minh nhân dân, hoặc là do kế toán các bạn không thu nhập đủ được cái chứng minh nhân dân của người lao động, và như thế dẫn đến cái tình trạng là các bạn kế toán đổ xô nhau đi mua cái chứng minh nhân dân ở các quán photo về làm bảng lương. Tôi xin lưu ý rằng đây là cái hành vi vi phạm pháp luật, chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm. Và chính vì thế nhiều bạn mua chứng minh nhân dân ngoài quán photo về làm bảng lương, dẫn đến việc là chúng ta trùng cái mã số thuế, hay còn gọi là bị phát sinh làm việc hai nơi. Ok, cái vấn đề này chúng ta không bàn nữa tại vì nó liên quan đến vi phạm pháp luật, chúng ta không đề cập ở đây. Rồi tiếp đến là chúng ta phải đi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, và chúng ta làm cái cam kết không khai thu nhập cá nhân theo cái hướng dẫn của cái thông tư 92. Vậy tại sao lại phải ký cái cam kết không khai thu nhập cá nhân? Tại vì nó liên đới đến cái luật thuế thu nhập cá nhân, đó là trích 10% trên tổng thu nhập cá nhân đó. Cho nên họ được quyền ký cam kết này để doanh nghiệp không trích 10% thuế thu nhập cá nhân. Nội dung của cái bản cam kết 02 đó là họ cam kết với công ty của mình là và trước pháp luật rằng tổng thu nhập một năm của họ không quá 108 triệu đồng. Và khi họ cam kết thì họ tự chịu trách nhiệm về cái việc này. Ok, tiếp đến là ủy quyền hợp đồng theo nhóm. Thực trạng hiện nay rất nhiều các bạn kế toán ngại làm hợp đồng cho từng người công nhân nên mới nghĩ ra cái cách là ký hợp đồng với một đội trưởng để giảm bớt cái thủ tục. Nhưng các bạn hết sức lưu ý và phải làm đầy đủ những cái thủ tục sau thì chúng ta mới áp dụng được cái cách đó. Thứ nhất là phải có uy giấy ủy quyền cho cái đội trưởng hay là người đại diện đứng ra cái ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Và trong đó phải có cái bảng kê chi tiết thông tin của từng người lao động, có chữ ký của từng người lao động đó ủy quyền cho cái ông A này đi ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Thứ hai, khi xong cái phần việc thì các bạn phải có cái nghiệm thu công việc hoàn thành và có cái chữ ký của từng cá nhân về việc nhận phần lương đó, được chưa? Cái phần này rất nhiều cái trường hợp là các bạn kế toán làm ẩu, chỉ trả cho mỗi cái ông đội nhóm đấy thôi và không có cái chữ ký của bất kỳ một cái công nhân nào, hoặc là cái chữ ký trên cái giấy ủy quyền và cái chữ ký trên bảng lương nó không giống nhau. Khi đó cái phần lương chi phí này không được coi là chi phí hợp lệ và bị xuất toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó các bạn hết sức cẩn trọng cho tôi, đúng không ạ? Cái trường hợp này thì tôi đã đi thanh tra rất là nhiều và hay bị cơ quan thuế soi mói ở đoạn này, và họ hay bóc về cái việc mà chữ ký trên bảng lương và chữ ký trên cái hợp đồng nó không giống nhau. Ok, như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu xong cái phần chi phí tiền lương. Ở video sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lốt những cái phần chi phí còn lại. Nếu bạn nào thấy cái video này hữu ích cho một ai đó, hãy chia sẻ tới họ để tôi có thể lan tỏa cái giá trị này nhiều hơn nữa. Hoặc bạn nào chưa đăng ký nhận những cái phần quà và những chia sẻ kiến thức hàng ngày của tôi thì hãy vào cái trang kế toán xây dựng .net để đăng ký nhận. Nếu bạn nào đang mất niềm tin vào nghề hoặc là chúng ta đang khó khăn trong nghề kế toán như tôi trước kia thì hãy chia sẻ với tôi thông qua cái số 0901 686262, hoặc bạn nhắn tin qua Zalo cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.